Lâm Canh Tân để lộ luôn yêu thầm Triệu Lệ Dĩnh, bằng chứng khó chối cãi. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trước giờ vẫn luôn rất tốt đẹp. Không ít lần cư dân mạng nảy sinh ngờ vực hai người có ý gì đó với nhau trên mức tình bạn, nhưng đáng tiếc lại không có bằng chứng cụ thể để chứng minh giả thuyết trên. Dẫu vậy, mới đây nhất, netizen đã vô tình phát hiện ra một chi tiết cực thú vị, đó là không biết vì lý do gì, mỗi lần thực hiện cảnh ôm hôn hoặc thân mật, chỉ khi đóng với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân mới đỏ mặt tía tai, đặc biệt ngượng ngùng, xấu hổ, còn đối với các bạn diễn khác lại bình thường, tới không thể bình thường hơn, hoàn toàn là thái độ chuyên nghiệp của một diễn viên. Có thể kể tới như lần Lâm Canh Tân đóng cảnh hôn cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện, bộ phim từng làm nên tên tuổi của hai người. Nếu như lên phim, cảnh thân thiết này cảm xúc bao nhiêu thì ở hậu trường lại cảm lạnh bấy nhiêu. Đến Triệu Lệ Dĩnh là phần nữ nhi còn trách bạn diễn họ Lâm quá nhút nhát, chỉ vì một cảnh hôn mà ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Không những thế, Lâm Canh Tân còn vô cùng cưng chiều Triệu Lệ Dĩnh. Chẳng nói đâu xa, trong một bài đăng trên Weibo hậu trường giữ phượng hành, khi Triệu Lệ Dĩnh chỉ đánh tiếng muốn được ăn lẩu ngay lập tức, Lâm Canh Tân phản hồi để ta lo nha. Như vậy không biết đùa hay thật, nam diễn viên khẳng định rằng mình sẽ lo chầu lẩu cho bạn diễn. Thời điểm đoàn phim công bố dàn diễn viên chính giữ phượng hành, Lâm Canh Tân là người bị phản đối nhiều nhất, cho rằng khí chất và chiếc bụng mỡ của anh hoàn toàn không hợp với vai nam chính. Nhưng nhờ có sự kiên quyết của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời vì muốn cảm ơn sự tin tưởng mà đồng nghiệp dành cho mình, Lâm Canh Tân đã nhanh chóng giảm cân, thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Trên phim trường giữ phượng hành, dựa vào những bức ảnh bị rò rỉ, netizen đều cảm thấy giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều rất ăn ý tự nhiên. Cũng chính vì vậy mà nhiều người tỏ ra nghi ngờ, phải chăng ngôi sao họ Lâm đã yêu thầm Dĩnh Bảo từ lâu, nhưng bởi muốn giữ mối quan hệ này bền lâu nên không nói ra. Ngược lại, một số cư dân mạng thì cho rằng, vì cặp đôi Sở Kiều Truyện coi nhau là bạn bè, nên khi thực hiện những cảnh động chạm xấu hổ là lẽ đương nhiên, cần không phải yêu thầm. Đồng thời bày tỏ hy vọng mọi người bớt phóng đại câu chuyện để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Giữ phượng hành là dự án đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của phim Sở Kiều Truyện. Dù chưa chính thức phát sóng, nhưng Giữ phượng hành đã được xếp vào danh sách những phim cổ trang đáng mong đợi nhất. Trước khi đóng Giữ phượng hành, Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia dự án Hữu Vĩ nhưng không thu về thành tích cao như mong đợi. Liên tiếp sau đó, các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia cũng không có số liệu khiến khán giả phải trầm trồ. Vậy nên với dự án giữ phượng hành lần này, khán giả kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm nên điều đặc biệt gì đó. Ở làng giải trí Hoa ngữ thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang là ngôi sao nổi tiếng có quyền lực bậc nhất. Sau khi ly hôn với Phùng Thiều Phong, Triệu Lệ Dĩnh càng được quan tâm nhiều hơn. Vậy nên khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bất cứ dự án nào, tác phẩm ấy cũng nghiễm nhiên được khán giả và truyền thông chú ý. Nguồn tin từ các blogger cho biết, đoàn phim giữ phượng hành đã quyết định quay một cảnh có liên quan đến bộ phim đình đám Sở Kiều Truyện năm xưa. Cảnh quay đặc biệt này có nội dung xoay quanh việc Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Nếu là fan của Sở Kiều Truyện thì sẽ nhớ ngay ra chuyện năm xưa, trong đoạn kết phim đã từng có cảnh nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân cùng chìm dưới hồ nước. Việc đoàn phim khéo léo đưa tình tiết liên quan đến Sở Kiều Truyện vào giữ phượng hành cũng được xem là chiêu PR khôn ngoan, kích thích sự tò mò của khán giả. Dẫu vậy, khi tin đồn này xuất hiện, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng dành cho Triệu Lệ Dĩnh bởi cô nàng khá gầy gò, mỏng manh, sức khỏe sau khi sinh con lại có đôi ba phần bị ảnh hưởng. Không ít khán giả còn khuyên Triệu Lệ Dĩnh hãy sử dụng thế nhân khi quay cảnh nhảy xuống nước này.